Thì hôm nay Vịnh cũng đến chung với cô Hân Hồng để trao tiền cho chú Men hết cả nhà. Thì trao chú tiền, số tiền này thì để cho chú Men nhập viện cả nhà. Thì cũng giống như là mình cũng đến để chia sẻ cho cả nhà mình biết nha. Nào bây giờ chúng ta cũng đến nhà chú Men nha cả nhà. Giờ mình chúng ta cũng đến để như là trao tiền cho chú Men nha. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Vĩnh Miền Tây ST. Thì Hân Hồng xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình cũng tranh thủ thời gian đến nhà chú Thạch Men ở ấp Xóm Cho mà ở xóm giữa cả nhà. Đến để mình trao số tiền là tính đến hôm nay thì mình đã nhận được số tiền là 9.900.000. 9.900.000. Thì mình mời cả nhà đến đi theo chân mình để mà trao tiền với mình nha. Đau rồi chóng mặt. Thấy chú hôm nay hơi tươi tỉnh hơn bữa hổm con vô đó. Thì hôm nay con sẽ trao tiền cho gia đình để mà gia đình sắp xếp ngày mai á. Gia đình đưa chú lên bệnh viện Sóc Trăng đi, đa khoa Sóc Trăng á. Bệnh viện Sóc Trăng bây giờ thì cũng tăng tiến lắm, cũng hay lắm. Cho nên là con nghĩ số tiền này thì đi đến thành phố thì chắc cũng không đủ đâu. Cho nên là chú đi bệnh viện Sóc Trăng được rồi nha. Bây giờ đây là bác vợ của chú á, thì mình sẽ trao số tiền. Bác đại diện gia đình nhận số tiền cho con nha. Rồi, 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu 2, 9 triệu 4, 9 triệu 6, 9 triệu 8, 9 triệu 9 ha, số tiền là 9.900.000 đồng. Thì bác thay mặt gia đình bác cảm ơn đến các nhà hảo tâm giùm con vài lời. Tôi rất là cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp số tiền này cho chồng tôi đi bệnh viện. Tôi cảm ơn rất là nhiều Mạnh Hồng Quân nữa. Tôi rất là cảm ơn nhiều. Dạ, mọi người cũng thông cảm tại thím á, bác nói chuyện cũng không ngại mong mọi người thông cảm. Dạ, thay mặt gia đình thì Hân Hồng xin cảm ơn đến các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong người nước đã luôn dang rộng vòng tay và luôn theo dõi Facebook của Hân Hồng để mà chia sẻ và giúp đỡ những cái hoàn cảnh kém may mắn. Một lần nữa thì Hân Hồng cảm ơn rất là nhiều. Xin chúc mọi người luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc và bình an. Mọi người xem kênh và hãy ở cũng like và ủng hộ kênh bằng cách là chia sẻ kênh Vĩnh Miền Tây.ST. Xin chào, cảm ơn, xin chào.